chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh bác tô và hiện tại đây là một cái đêm trăng tròn thì mình uh, dự định là sẽ trăng tròn thì mình sẽ đi đánh boss bí ẩn nhưng mà có một điều là mình chưa nhận nhiệm vụ cho nên là mỗi chu kỳ trăng tròn thì mình cũng chỉ làm được có một cái uh, nhiệm vụ bí ẩn mà thôi thì uh, như vậy thì mình sẽ cố gắng mình đánh càng nhiều boss bí ẩn càng tốt thử coi là trăng tròn thì mình đánh boss bí ẩn nó có ra cái bánh răng không. Uh, biết đâu thì uh, mình đánh boss bí ẩn á, thì nó ra cái bánh răng màu vàng thì sao các bạn? Giống như là mình đánh là cái chén cái 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 cái, cái, cái chén đúng không? Thì uh, cái chén thì nó là màu vàng thì biết đâu thì trăng tròn thì đánh ra cái bánh răng màu vàng thì nó lại hợp lý hả các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ combo lại không boss bí ẩn cái Trời trái mắt ma thì nó 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 nó, combo một phát cái là nửa đam ồ nhưng mà mình thấy là combo lên trái mắt ma combo lên con bot nó cũng không phải là đam to đâu nha mình thấy mình trái bika đánh đam liên tục á, thì nó cũng một combo là chết con Boss nè à. còn mắt ma này nãy giờ mình làm nó hơi rầm rà có lẽ là do cái mili mình sử dụng không quen á các bạn mình sử dụng cái súp bà human này nó không quen rồi ra cái khăn bịt mặt đỏ Như vậy thì à, mình sẽ đánh nhiều con tiếp theo thôi Chứ một con thì đâu có nói lên được điều gì Và bây giờ thì mình sẽ chờ đến cái trăng tròn tiếp theo Chứ mình nghĩ là đợt này mình sẽ không nhận được tiếp đâu Sẵn đây thì trăng tròn mình đi tìm à, trác quỷ luôn các bạn Để coi là có có cái gì điều gì đó may mắn hay không ha đầu ừ, ngàn mấy mét này ừ, Không phải rồi, một ngàn mấy mét này là cái đảo phù nảy luôn rồi Hồi nãy thì uh, bot bí ẩn bên đảo Phù Nảy. Bây giờ là ra trái ác quẩy bên đảo Phù Nảy luôn ha. Rầu. À, sát bên đây luôn nè. Nhưng mà mình thì uh, không có tin vào cái độ may mắn nữa đâu. Bây giờ mình xui quá rồi các bạn. Hôm nay thì lợm ra toàn là trái ngon. Thì mình có đăng bot ảnh lên trên Facebook á. Trên cái group Facebook của mình cho các bạn xem. Thì uh, ra toàn là trái xịn sò không à. Nên mình nghĩ là nhân phẩm mình cũng đến đây là hết rồi. Đó là không nhận được những cái trái mà nó ngon nữa đâu. Đấy chưa. Biết ngay mà ra trái khối à thì mình cảm thấy là game này nó có một cái đợt nhân phẩm hay sao á thì lúc mình xui mình sẽ lượm ra những trái xui hoài luôn còn hên thì ra mấy trái hên hoài thì đến lúc mà nó phải kết thúc cái nhân phẩm rồi rồi thì mình sẽ đợi trăng tròn tiếp theo để mình đánh mod bí ẩn tiếp ha hay là một đêm trăng tròn tiếp theo lần này thì mình canh uh, trăng nó vừa xuống nó vừa lên lộn trăng vừa lên mặt trời vừa xuống đó là mình sẽ nhận nhiệm vụ để thử có lần này mình có nhận được hai nhiệm vụ không chứ một nhiệm vụ thì uh, hơi bị ổn, một tiếng đồng hồ mình treo Điều rồi bây giờ thì mình sẽ đi đến cái đảo dùa xong bây giờ mình dùng trái mắt ma mình đánh ra sao dùng trái bika? tại vì biết sao dùng trái bi cao tại bi uh, ca màu vàng mình uh, mình 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 dùng uh, á, cái biết đâu đánh nó ra trái cái trái trái màu vàng thì sao ồ nhưng mà có lửa nè mắt ma thì cũng gần giống lửa thì uh, biết đâu thì uh, cái uh, mốt cái bánh răng màu đỏ thì mình uh, đánh bánh đánh bằng trái lửa hay là trái mắt uh, ma thì nó ra nguyên một cái cục lửa chùa thì nó lại khác biệt ha các bạn à, thì uh, Bây giờ mình sẽ đi tìm vòng vòng ở đây Cái chu trình, cái 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 quy trình tìm của mình là mình đi nguyên một vòng đảo như thế nè Nó à, còn ở giữa thì mình sẽ đi ngang qua Có vẻ như là thật sự mình nó đi 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 tìm cái này các bạn Dùng cái trái Phonix nó dễ tìm hơn, tìm nhanh hơn Đây cái chỗ này nè, đấy nó làm ở đây luôn Biết vậy nãy tôi bay thẳng ra là ngon lành hả các bạn Nãy á, thì quảng cáo trái Pika dữ lắm không biết là BK bây giờ còn đánh nó có ngon hay không. Đấy, chứ mà mình dùng cái cái, cái 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 gì quên à, tính nói là mình dùng mình dùng nếu mình dùng long đạo thủ hay là cái um, lửa chân giữa thì combo trái Bika nó mượt lắm các bạn. Nhưng mà dùng cái super super human này mình không có quen. áo choàng thợ săn đỏ đấy các bạn thấy chưa nãy giờ nó ra màu đỏ không à có khi nào là đánh cái này nó ra bánh răng màu đỏ không các bạn nhưng mình thấy ra, ra 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 cái 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 áo tròn gì màu đỏ rồi tùm lum cái gì nó cũng đỏ đỏ nghe cái tưởng đâu là ra nguyên một cái ngọn lửa vậy rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình treo nên chờ cái con uh, boss bí ẩn uh, thứ hai á uh. mong là trong cái chu kỳ trăng này mình sẽ làm thêm được một cái nhiệm vụ boss bí ẩn lát thì ra trái quỷ mình sẽ đi nhặt trái quỷ ha Uhm, khoảng cách 900 mấy mét để coi này chắc là uh, trái quỷ ra ở uh, à, chắc là đảo uh, đảo Tân Thủ rồi các bạn chứ không còn cái đảo nào nữa cái này uh, thì uh, có nhiều bạn nói là Ui, ôi rồi vậy là không phải ra đảo Tân Thủ này ra ở đảo rùa rồi đảo rùa hoặc là đảo bít bà mơm rồi các bạn mình sẽ tay le vào trong cái đảo rùa thử này mình hình như là mình đã set hồi sinh sẵn ở đảo rùa rồi thì bây giờ tay le về lấy thôi đó vậy vậy thì um, chạy ra thôi lúc nãy mình định nói gì các bạn biết không mình định nói là các bạn nói là đi thuyền nhanh hơn đi trái pika thì chắc chắn rồi trái thuyền thuyền này nó chạy nhanh hơn pika rồi đó thuyền ở si đó nhưng mà nếu mà tính luôn cái khoảng thời gian mình chạy xuống lấy thuyền này kia mình bay đi thì nó sẽ nhanh hơn rồi đúng như mình đã nói rồi cái nhân phẩm bây giờ nó đã hết có nghĩa là bạn nhặt được rất là nhiều trái quỷ ngon rồi sẽ đến một thời kỳ bạn không còn nhặt được trái ngon nữa rồi nó cứ tuần hoàn như vậy á thì bạn nhặt được trái cùi một thời gian sau bạn lấy tiếp tục nhặt được trái ngon à rồi như vậy thì mình sẽ đợi cái đợt boss bí ẩn tiếp theo á mong là trong mình sẽ nhận được cái nhiệm vụ tiếp theo trước khi mà trăng xuống lại là một đêm trăng tròn mình treo thì cứ mỗi tiếng là ra một cái đêm trăng tròn các bạn mình đang bình luận mình chợt nhớ các bạn nghe video nghe cái tiếng dế nó kêu khủng khiếp không bây giờ mình đổi cái mít cái mít này thu âm dở mà nó lại còn thu rất là nhiều tập âm mỗi lần mình bình luận lên các bạn nghe tiếng rét rét không thì là do là mình chỉnh lọc tập âm á thành ra là nó vậy mỗi lần mình nói thì nó sẽ thu vào và những cái tiếng dế kêu này nó, nó nó tạo kiểu mà nó 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 hòa lẫn chung với cái 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 tiếng của mình á nó nó như nó rè rè nó sao mà nó, nó nghe nói chung là rất là khó chịu thôi được rồi thì um, về sau thì mình sẽ để dành tiền mình mua cái bộ mít khác đó các bạn bây giờ mình sẽ qua bên đậu rùa ha nãy giờ chia sẻ cái um, cái tạp âm bên ngoài ấy. các bạn cũng biết mà kênh bác tô thì nó luôn có những cái đặc sản gì vậy thôi ngoài chó sủa dế kêu rồi, 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 chim kêu dưỡng hú rồi các kiểu đầy đủ hết à hồi à, đó là có còn có tiếng bò kêu gần đây thì không có nghe tiếng bò kêu nữa ở mấy ông xem video của bác tô tưởng tượng là bác tô đang ở trong cái sở thú đúng không nói các bạn nghe tiếng chó không Đó, con chó nói nãy giờ nói dế nói bò hoài không nói tới tao ngày không cho tao lên tivi vậy rồi bây giờ thì cái chỗ này nó không có luôn đấy nằm đây tìm cũng dễ ha bật hai lên ấy bấm lộn rồi mình làm màu làm mè chi các bạn làm vậy cho nó nhanh nè đó đúng không làm màu làm mè làm cái gì <laughs> nữa đó thấy chưa các bạn ra cái áo tròn thợ săn đỏ nữa đây chưa nó ra cái áo màu đỏ hay không à có lẽ là mình đánh cái con uh, bot bí ẩn vào đêm trăng tròn là nó chỉ ra màu đỏ Có khi nào là mình ra cái bánh răng màu đỏ hay không các bạn Thì uh, có lẽ là nhiều khi trong clip này mình đánh mãi nó cũng không ra Thì uh, các bạn nào nghi ngờ hay này là xuyên chăm chỉ á Nhiều khi là sau clip này các bạn cứ đánh theo mình thử coi Biết đâu đánh chục con trăm con để ra cái bánh răng đỏ hay sao Cũng giống như là mình bỏ cả ngày trời mình đi đánh bot ở gì lộn đi tìm đảo vậy Có nhiều người người ta tìm đảo cũng mấy ngày trời nó mới ra mà rồi thì bây giờ mình sẽ đợi đến uh, trái ác quỷ nha các bạn Được rồi thì bây giờ trái ác quỷ ra để coi là cái khoảng cách này là cái đảo nào đây ừ, chắc là đảo, uh, đảo 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 phụ nảy ha nãy mình đoán đảo phụ nảy mà chắc không phải đảo này chắc là đảo tân thủ rồi chạy qua cái là biết liền chứ gì ủa ừ, đảo đảo phụ nảy thật đúng không qua cái đảo này nó có cái máy màu đỏ là uh, uh, Lần này là mình làm video thì cái gì nó cũng liên quan đến màu đỏ ha, ngoài việc mà đánh ra cái áo choàng đỏ. Bây giờ tìm Trác Quỷ nó cũng ở đảo phù Nảy nó có mấy cái máy màu đỏ nè. Nhưng mà như mình đã nói rồi chắc là không mình nghĩ là mình không ra Trác Quỷ xịn nữa đâu. Lần này chỉ ra những Trác Quỷ cùi cùi thôi. May mắn thì nó có hết rồi, bây giờ mình ít ra phải nhặt một chục Trác Quỷ cùi thì mới đến trái xịn được. Thấy không? Ra trái bi ca thấy là biết là cùi rồi nhưng mà đến nỗi là không có dạng mà cùi mà ra chớp chớp bơm bơm đâu các kiểu rồi như vậy thì hẹn các bạn lại cái đêm trăng tròn tiếp theo á tại vì một chu kỳ trăng đi mình chỉ làm được có một nhiệm vụ bí ẩn à mình không làm thêm được khổ à đây có lẽ là cái đêm trăng tròn cuối cùng mà mình đi đánh boss bí ẩn nha tại vì treo cũng nhiều rồi <laughs> thử coi là lần này có ra hay không đúng ra thì mình nên đánh nhiều hơn nhưng mà thời gian làm clip thì nó có hạn nếu mà kiên trì thì chắc là sau này mình sẽ treo thêm nhiều lần nữa để mình làm thử coi như thế nào ha rồi lại tiếp tục là cái đảo dùa và bây giờ mình sẽ qua mình tìm con bot bí ẩn bên đó con bot bí ẩn cuối cùng và có lẽ là cũng là trái quỷ cuối cùng mà mình tìm ừ, Tính ra thì mới có ba con ba con ba trái quỷ nha ừ, chưa được nhiều chưa được nhiều nhưng mà thời gian treo thì uh, cũng uh, hơi bị nhiều á uh, các bạn rồi uh, vừa tìm thì nó nằm ngay đây luôn ý cái này là hơi bị à, tưởng nó, nó đánh được mình chứ vẫn đánh được nha tính nói là trái bì cà nói chung là do cái súp súp bò human này thôi Chứ nếu mà mình dùng cái loại mili khác đó, như là lông trỏ thủ hay là dùng lách lét lửa chân giữa thì nó khác rồi. Nó cũng không đụng được trên mình đâu. Và đây cũng là trái quỷ cuối cùng mà mình tìm. Ừ, Quân bật màn hình bự lên. Ừ, khoảng cách này chắc là đảo Bít Bà Môm rồi các bạn. Còn không thì là cái đảo Lâu Đài Bóng Tốt thôi mình sẽ không dự đoán nữa tại mình thật ra mình cố tình dự đoán cho vui vậy thôi cố tình dự đoán sai chứ để cho anh em là cười ở bát tô này để kia chứ không phải đâu rồi tôi cố tình hết anh em đó rồi giờ ra trái cùi không vậy là mình dự đoán như thế nào là ra như thế đó mình nói là lần này chỉ ra trái quỷ cùi thôi không ra ngon nữa thì dùng hết nhân phẩm rồi sẽ đến lượt mà nạp nhân phẩm sau này nữa Được rồi thì chạy xuống random rét quỷ để coi là có ra ngon không Uhm, khả năng là bây giờ cũng dẫn ra trái cùi thôi tại vì mình nghĩ là trong ngày hôm nay sẽ không đến lượng mà trái quỷ hơn đâu mình phải cần nhặt nhiều hơn nữa còn ra hơn thì ngon lành luôn biết mà ra mấy trái cùi cùi trái cao su nè các bạn thấy nó không lót được cái cái trái cao su luôn trời nó nó vứt ra cái trái cao su nó tàn hình đâu mất rồi đây đây là chạy qua đây coi coi là coi có ra trái cao su hay không không ra luôn, trái cầu su bây giờ thành trái tràng hình rồi Rồi, được rồi Thì uh, video này là mình đã kết thúc um, Coi như là Được rồi, thì uh, video này mình đã thử đánh boss bí ẩn vào đêm trăng tròn Có lẽ là số lần đánh của mình vẫn chưa đủ Mới có 3 lần thôi Nhưng mà do là thời gian có hạn Mình cần phải ra clip um, Biết đâu sau này anh em thử treo cách này Thì có khả năng ra được uh, cái, cái bánh răng thì sao Ra màu vàng hoặc màu đỏ thì ai mà biết được rồi thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây ha. Bye bye mọi người nha.